Nam ngư ớt tỏi Lý Sơn mới với 100% tỏi Lý Sơn. Em tỉnh dậy rồi sao? Mày quá. Em uống nước không? Để anh rót cho em uống nha. Anh ơi. Hả? Anh ơi, em đang ở đâu vậy? Em đang ở nhà thương. Hồi sáng nay em bị xỉu, cho nên anh đã đưa em vô đây. Vậy em có sao không? Em không sao. Và con của chúng ta cũng không sao. Anh nói vậy là sao? Anh nói là em không có sao. Và con của chúng ta cũng không có sao. Em có thai rồi. Chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Em không được. Em đang có thai. Bác sĩ dặn là em không được cử động. Như em ngồi dậy. Để anh đỡ em. Cẩn thận, từ từ thôi em. Kiều Loan, em có sao không? Em có thai thật hả? Vậy là em sắp được làm má rồi. Phải. Bây giờ em đã có thai, cho nên những việc mà em làm phải hết sức cẩn thận, không thôi sẽ ảnh hưởng tới thai nhi đó. Mà nè, có chuyện gì cũng phải nói cho anh nghe, để anh thay em làm, nhớ chưa? Em nhớ rồi. À, mà không được giận anh nữa đó nghe. Anh cứ ghẹo em hoài à. Em ép má em bây giờ đó. Khỏi cần em ép. Anh đã đánh dây thép về cho cha má rồi. Chắc là cha má biết được tin này, cha má chắc chắn sẽ vui lắm. Em cũng vậy. Em cũng rất là hạnh phúc. Chắc kiếp trước mắc nợ nhỏ này quá. Được tin con dâu có thai mà sao mặt bà chù u vậy? Nó chưa làm dâu tôi ngày nào, mà sắp tới tôi phải làm dâu cho nó rồi đó. Ông nghĩ coi có bực mình không? Cái gì mà làm dâu nó? Chứ không phải sao? Ông nghĩ thử coi, mai mốt nó về đây, nó vác cái bụng bầu thiệt là lớn, có phải là tôi phải hầu ngược lại nó không? Tôi nói với bà hoài thì bà mướn người làm đi. Nhà mình dư sức mướn 5-7 người làm mà. Bà keo kiết quá làm chi? Cái gì cũng tự làm. Rồi bây giờ ngồi đó than. Không than sao được. Hồi đó nói là cưới con dâu về sẽ có thêm một núi tiền. Giờ có thấy gì đâu. Thôi, không nói nhiều với bà nữa. Con dâu mình đang có thai, mình sắp lên chức ông bà nội. Đáng lẽ mình phải cảm ơn ông trời chứ. Chứ bà ngồi đó càm ràm hoài, coi chừng ông trời ổng. Ê nè, không có được nói bậy nha. Ông nói bậy xui xẻo lắm á. Nè, bà cũng biết sợ nữa hả? Sắp lên chức ông bà nội rồi, vui lên. Em ráng ăn hết nghe. Yeah.
Rồi, còn một miếng cuối nè. Ngoan lắm, để anh rót nước cho em uống nghe. Em uống miếng nước đi. Anh, hay là anh xin cha má cho em ở lại đây một thời gian nữa được không? Khi nào mà gần sanh á thì tụi mình về. Tụi mình ở đây đã gần 4 tháng rồi đó em. Bộ em không chán hả? Không, 4 tháng qua tụi mình đâu có làm cái gì đâu. Suốt ngày chỉ đi lòng vòng ở trong hotel, hoặc là đi dạo ở gần bờ hồ, không thì tới những công viên gần đây. Không có làm cái gì mới mẻ hết. Em còn quên á, là mình nằm nghỉ ở hotel. Hôm nào em giận anh thì em không ra ngoài luôn. Anh này, anh lại ghẹo em nữa rồi. Được rồi, anh xin lỗi, anh không bao giờ ghẹo em vậy nữa. Rồi bây giờ em muốn cái gì á thì anh cũng chịu, được chưa? Em muốn xuất viện. Em khỏe rồi, em không thích ở đây đâu. Anh xin đốc tờ cho em ra viện nha. Được rồi, anh sẽ hỏi ý kiến của đốc tờ. Anh Phi Bằng, em muốn là kể từ bây giờ hai đứa mình sẽ có với nhau những giây phút thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Tụi mình sẽ cùng nhau khám phá những chân trời mới lạ nè. Sẽ đi leo núi, trượt thác, làm rất là nhiều điều thú vị nữa. Tại vì bây giờ bầu còn nhỏ thì mới có thể làm được những điều đó. Chứ sau này bầu lớn rồi thì đâu có còn được đi chơi với nhau nữa đâu. Kiều Loan à, chuyện này thì không có được. Em nên nhớ là em đang ở đầu thai kỳ. Nếu mà vận động mạnh thì sẽ ảnh hưởng tới thai nhi đó. Em phải hết sức cẩn thận và không được làm những gì quá sức. Em thấy mấy chuyện này đâu có quá sức đâu, cũng bình thường mà. Anh quên là hồi đó ở trường em chạy đua số 1 hả? Ai cũng nể em hết trơn á. Làm sao mà anh quên được? Anh nhớ như in đây nè. Nếu mà anh nhớ sao anh không chiều em chứ? Hay là anh hết thương em đúng không? Anh nói xạo em chứ gì? Thôi được rồi, anh chịu thua em luôn đó. Bây giờ em muốn gì á, anh cũng sẽ chịu em hết, được chưa? Vì em là nữ hoàng của anh mà. Mà nữ hoàng đây sắp sửa có thiên thần nhỏ rồi đó. Tôi nghe con bé Hai báo tin là nó có thai rồi. Đây cũng là tin mừng. Mà sao nhìn mặt mình có vẻ trầm ngâm vậy? Chuyện của con bé Ba chưa giải quyết xong, tôi không có an tâm chút nào hết. Con bé Hai nó có con rồi thì nó cũng sẽ thông cảm cho con bé Ba là người làm mẹ thôi. Nó sẽ không ghen với con bé Ba nữa. Rồi sau này mình nói con bé Ba giao con lại cho bé Hai nuôi rồi đi lấy chồng. Ba này, sao nói chuyện dễ dàng quá? Sao tôi nói giống bà được? Thì tôi cũng nuôi con của Bạch Lan, rồi có làm sao đâu. Khác chứ sao không. Con bé Hai, con bé Ba làm sao giống bà? Với lại, đứa nhỏ mà sinh ra sẽ có chuyện đó. Vậy giờ mình tính làm sao? Buộc phải bỏ đứa bé thôi. Như vậy thì không có được. Thì ba đã nói cái thai đó lớn rồi. Nếu như mà bỏ bây giờ á thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của con bé Ba. Lớn thì sao chứ, lớn cỡ nào cũng bỏ được. Người lớn uống thuốc độc còn chết, huống hồ gì đứa bé trong bụng. Tại sao mình có thể nói những lời cay nghiệt như vậy? Tất cả cũng tại mình hết đó. Hồi xưa giờ mình nuông chiều nó như vậy, cho nên bây giờ mới xảy ra cớ sự như thế này. Bây giờ hậu quả bà chịu. Bà chọn đi, giữa đứa con gái trù của bà và cái đứa con mất dạy đó. Bà chọn đi.
Tại sao mình có thể nói như vậy được? Con bé Ba nó cũng là con ruột của mình mà. Trời ơi là trời, đàn bà lúc nào cũng khóc lóc. Khóc lóc thì giải quyết được chuyện gì chứ? Bây giờ á, không chỉ là chuyện của bé Hai không đâu, mai mốt cái bụng nó kìa trình hình ra kìa, rồi sớm gì họ nói làm sao hả? Bà muốn tôi muối mặt hay là tôi phải tự chức cho bà vừa lòng? Thôi được rồi, tùy mình. Mình muốn làm gì cũng được hả? Nhưng mình cứ nghĩ là một ngày nào đó con bé Ba nó có mệnh hệ gì thì sao? Tôi và mình có sống những ngày tháng thanh thản hay không? Rồi khi mình chết đi, mình có dám nhìn mặt em gái tôi không? Chắc thầy không muốn thấy cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ? Ông ngoại. Gì con? Sao ngoại ngồi thẫn thờ vậy? Ông ngoại uống miếng nước đi. Có phải ông ngoại đang lo lắng về cái chuyện ông Phước nhờ ngoại làm đúng không? Ừ. Ông ngoại đừng có làm mấy cái chuyện bất nhân đó nha ông ngoại. Ông ngoại biết mà con. Ừ. Mấy hôm trước á, ông ngoại bốc thuốc cho cô Ba nhà ông Phước á. Đó là thuốc an thai thôi. Thiệt hả ngoại? Ừ. Nhưng mà ông ngoại nghĩ sớm muộn gì ông cũng biết. Lúc đó ông không còn tin tưởng ông ngoại nữa, mà ông sẽ kiếm một thầy lang khác. Nếu gặp cái loại lang băm vô lương tâm thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Người ta nói hùm dữ không ăn thịt con. Vậy mà con không ngờ ông Phước lại là loại người như vậy. Cô Ba cũng là con của ổng mà. Đúng, hùm dữ thì không ăn thịt con, nhưng mà vai trò của chúa Sơn Lâm á, nó có thể ăn hết một dòng họ của nó. Con nên nhớ điều này. Dạ. Con lo làm việc của con đi. Dạ. Bà buông ra coi. Mày giữ tay đó cho tao. Bà buông ra coi. Bà làm cái gì vậy? Buông ra. Giữ chặt tay đó cho tao. Mà mình ơi, mày. Đứa nhỏ nó cũng là cháu của mình mà mình. Nó. Ê, mày muốn cái gì hả? Mình. Bà nữa. Trời ơi, nó là con của mình. Rồi đứa nhỏ trong bụng cũng là cháu của mình mà. Nó không phải là con của tôi. Con của nó cũng không phải là cháu của tôi. Nó là quan gia kiếp trước, cho nên kiếp này nó mới hại gia đình mình như vậy nè. Cái con quỷ này, đồ ăn hại, con bao nhiêu nó làm cũng không xong nữa. Đi theo. Dạ. Trời ơi là trời. Con bé Hai á, nó đã hạnh phúc rồi. Rồi sắp tới nó làm mẹ, hạnh phúc của nó càng nhân đôi. Còn con bé Ba, nó được cái gì đâu? Nó không được cái gì là do chính bản thân nó đó. Nếu nó chịu ngoan ngoãn giống như con bé Hai á, thì đâu có ai ghét nó đâu. Con bé Ba, tuy nó bướng bỉnh thiệt, nhưng mà nó đâu phải là người như vậy. Nó đâu phải là người xấu. Tôi thấy trong chuyện này có nhiều uẩn khúc lắm. Tôi nghĩ là có người muốn hãm hại nó đó. Thôi đi, bà đừng có suy diễn nữa. Thôi được rồi, tôi không bắt nó uống thuốc phá thai nữa. Nhưng nó phải đi thật xa, tới một nơi nào đó, cho đến khi sanh xong á thì tính tiếp. Được rồi, tôi sẽ cho nó lên chùa. Vậy cũng được. Ông nói rồi đó nghe. Ông hứa rồi đó nghe. Để tôi đi nói cho con bé Ba biết. Nó nghe cái tin này á, chắc là nó mừng dữ lắm. Bé Ba, bé Ba ơi, con ơi. Con quỷ cái mà.
nhà toàn gì đâu không à. Ủa, bà đang làm gì vậy? Đang dọn dẹp nhà cửa chứ làm gì? Thấy rồi còn hỏi nữa. Ôi, tôi nói với bà bao nhiêu lần rồi, nhà mình đâu có thiếu tiền đâu. Tiết kiệm làm chi không thuê người làm. Bây giờ cái chuyện gì cũng tự tay làm. Không, số khổ là do bà chọn nghe. Than cái gì nữa? Than gì đâu, có con dâu cũng như không vậy đó. Thôi bà nghỉ tay đi. Qua đây tôi có chuyện nói với bà nè. Chuyện này hay lắm. Chuyện gì mà hay? Sắp tới mình xuống nhà chị xui chơi nha. Không. Sao vậy? Tôi ghét con mẹ đó. Tự nhiên sao gọi chị xui là mẹ đó? Tôi thích thì tôi gọi đó được không? Cái mặt lúc nào cũng dên dên, làm ra vẻ quý phái lắm không bằng. Dân ruộng nước phèn mà tưởng mình là quý tộc. Nhưng mình sắp phải nhờ cái dân ruộng nước phèn đó đây nè. Nhờ chuyện gì? Hey, bà cũng biết đó, cái công việc của tôi bây giờ đâu có thuận lợi như ngày xưa. Đất Sài Gòn này xây dựng bị bão hòa rồi, muốn có công việc á thì phải chịu đến nơi đất phèn như vậy. Rồi sao nữa? Cái thằng xui gia của tôi, cái thằng đất ruộng đất phèn đó, nó có rất là nhiều ruộng đất. Bây giờ mình xúi nó xây dựng lên từ đất ruộng thành nhà phố, rồi mình bán lại cho Tây. Có phải đó là cơ hội hốt bạc của mình không? Trời, ông mà nghĩ ra thì cũng khối đứa nghĩ ra vậy. Đúng là có khối đứa nghĩ ra. Nhưng quan trọng là tụi nó không có một thằng xui gia có nhiều đất ruộng giống như tôi. Mình có sợ đêm dài lắm mộng không mình? Ý của bà là sao? Nó rõ ra luôn đi. Ý em là nếu như mà con bé hai á, nó biết con bé ba có thai với chồng của nó, em chỉ e là cả cuộc đời này á, nó sẽ đau khổ dữ lắm. Rồi sao nữa? Mình cũng đã từng nói rằng con bé ba nó chưa chắc là con của mình mà. Sao không nhân cơ hội này mình tống cổ nó đi? Biệt xứ thì làm sao chị hai biết được? Tôi cứ nghĩ trên đời này tôi là kẻ ác nhất. Ai ngờ ba còn ác hơn tôi. Bớt suy nghĩ nhẫn tâm, tích đức lại. Làm cái gì mà có, em cũng đang lo cho mình đó thôi. Còn bé hai á, nó là viên kim cương của mình mà. Nếu như mà nó đau khổ á, thì mình đau khổ hơn nó gấp 10 lần, đúng không? Mà thôi, ba vô trong nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi vô. Nhưng tôi mà... Tôi nói thôi là thôi mà. Tôi đang mệt, tôi cần tịnh tâm. Con trai. Sao ông lại ở đây? Con đang suy nghĩ có nên giết con ruột của mình đúng không? Cha đã từng muốn giết Lệ Hà để bảo vệ con. Lúc đó Lệ Hà đang mang thai là Kiều Thư. Nếu lúc đó cha giết Lệ Hà thì sẽ không có bi kịch như ngày hôm nay. Đúng rồi. Phải chi ngày ấy ông giết Lệ Hà trước khi sanh ra con Thư. Nhưng khi con ép cha chết thì cha đã nghĩ khác. Con người
lòng tham vô bờ bến. Quan quan tương báo biết bao giờ dừng lại. Con mà muốn cha chết thì nghiệp báo cũng sẽ nhanh đến với con. Chính con cũng sẽ bị quả báo. Không, ông im đi, ông đừng nói nữa, ông im đi. Con cái là trời cho. Ngày hôm nay con có được hình hài là cha mẹ cho con. Nhưng con ăn học thành tài cũng là do mẹ của Kiều Thư hy sinh cho con tất cả. Ngay cả đời con gái mà. Cha đã hối hận về hành động của mình với Lệ Hà. Đó là tội lỗi của cha. Và cha đã quyết phải ra đi. Chứ không phải vì con ép cha đâu. Cha muốn tự mình quyết định số phận và mạng sống của mình để đền lại những tội ác của mình gây ra. Con nên dừng suy nghĩ giết con ruột của mình lại đi. Đó là điều ác nhất trong tất cả những điều ác. Rồi sớm muộn gì con cũng sẽ hối hận. Sống một kiếp người bình an là được rồi con ạ. Không, tôi không nghe nữa. Ông im đi. Ông lấy tư cách gì ông dạy đời tôi hả? Ông lấy tư cách gì ông nói tôi ác hả? Không, ông im đi. Đúng, tôi là một kẻ ác ôn đó. Chỉ cần bé Hai hạnh phúc thì chuyện ác nào tôi cũng dám làm. Sao tự nhiên em lại muốn cắm trại trong này vậy? Anh thấy trong này nguy hiểm quá trời. Mà em đừng có quên á, là mình đang ở đầu thai kỳ đó nghe. Doctor có dặn em là phải cẩn thận đó. Cẩn thận em. Biết rồi, biết rồi. Lúc nào anh cũng nói em câu đó. 3 tháng nay em nghe hoài chán muốn chết. Kiều Loan, hay là mình chờ con mình lớn đi, rồi em muốn đi đâu chơi cũng được hết á, nha. Con lớn là bao nhiêu lâu? Là 10 năm hay 20 năm? Lúc đó em trở thành một bà già khú đế rồi. Còn sức đâu nữa mà chơi? Không có, sẽ không bao giờ có. Đối với anh á, em lúc nào cũng giống như lần đầu tiên vậy đó. Không hề già. Anh nói xạo không? Anh chỉ nói vậy thôi. Có phải trong lòng anh đang nhớ tới bé Ba, có phải vậy không? Em nói cái gì vậy? Anh thề với em luôn đó. Trong lòng của anh không có bé Ba, bé Tư hay ai hết. Mà chỉ có một mình em, Kiều Loan. Anh, em muốn khám phá lên đầu thác ở bên kia. Thôi, không được đâu. Anh thấy nguy hiểm lắm. Mình ở đây được rồi, anh thấy an toàn hơn. Em thấy có gì đâu mà nguy hiểm, bình thường mà. Em đang mang thai, anh thấy trên đó nguy hiểm lắm. Bây giờ bụng nhỏ thì mới đi được. Chứ mai muốn bụng to rồi thì làm sao mà đi khám phá được những thứ mới lạ nữa chứ. Không được, chuyện gì cũng được, nhưng mà chuyện này thì không. Doctor có dặn em là trong thời gian này nhất định phải cẩn thận. Doctor nào? Có phải Doctor Tú bạn anh không? Thằng Tú thì liên quan gì tới chuyện này đâu. Nó đang ở Sa Đéc mà. Nhưng mà mấy ông vẫn sẽ thư từ qua lại cho nhau, kể cho nhau nghe nhiều thứ. Thư từ cái gì đâu. Anh nói thiệt với em, bấy lâu nay anh với nó mất liên lạc lâu rồi.
Vậy thì em hiểu rồi. Em hiểu chuyện gì? Em hiểu là anh Tú thích bé Ba, mà anh cũng thích bé Ba, cho nên anh ghen với anh Tú chứ gì? Hay là anh Tú ghen với anh? Không có ai ghen với ai hết. Thôi được rồi, được rồi. Anh chịu thua em đó, được chưa? Bây giờ em muốn đi đâu hay là muốn làm gì, anh cũng chịu em hết, được chưa? Nhưng mà đi đâu làm gì thì cũng phải cẩn thận đó, vì em đang mang thai mà. Em biết rồi, như vậy mới là chồng yêu của em chứ. Thôi, mình đi nha. Cẩn thận nghe em. Đi từ từ thôi. Dạ thưa ông chủ, con mới tới. Cậu tới rồi hả? Dạ. Ngồi đi. À, dạ con không dám. Sao không? Mọi chuyện cậu chuẩn bị tới đâu rồi? Con thì chỉ có vài bộ đồ thôi. Con chỉ sợ cô Ba là... Lên chùa thì có thức ăn của chùa, quần áo chùa thì có vài bộ, có cái gì đâu. Hơn nữa, nó lên đó đâu phải xuống tóc đâu. Dạ, con chỉ sợ đứa nhỏ trên chùa thì hơi bất tiện thôi. Đứa bé đó, nó sẽ không lên chùa đâu. Dạ. Ủa, ông, vậy đứa nhỏ sẽ đi đâu? Nó sẽ đi đến nơi nó cần đến. Ông chủ, cái này là gì vậy ông chủ? Cậu không hiểu ý tôi sao? Dạ. Đưa bé. Nó sẽ không được sinh ra đời. Ông chủ ơi, ông chủ. Tôi nói ra điều này, tôi đau lòng lắm chứ. Bé Ba là con ruột của tôi mà, đứa bé cũng là cháu ruột của tôi mà. Nhưng mà cậu ơi, tôi xin cậu đó, cậu làm ơn đi, cậu cho nó uống thuốc này trước khi nó đến chùa nghe cậu. Con làm không được đâu ông chủ ơi. Nếu như cậu không làm được điều này, nếu không giết đứa con thì phải giết luôn con mẹ nó. Ông chủ ơi, ông chủ, con xin ông chủ đừng làm vậy mà ông chủ. Cô Ba dù sao cũng là con của ông chủ mà. Chính vì đó là con của tôi, tôi mới đau lòng như vậy đó cậu. Cậu nghĩ lại đi, nếu như giết nó chẳng khác nào như giết bản thân tôi nè cậu. Thà giết một đứa này cứu được đứa khác còn hơn là chết cả hai đứa đâu cậu. Ông chủ ơi, nhưng mà mấy ngày nay tôi đâu có ngủ được đâu. Suốt ngày tôi cứ dằn vặt về chuyện này, nhưng tôi bắt buộc phải làm. Cậu hiểu cho tôi chứ. Cậu ơi, nếu như không làm điều này thì con bé hai nó không sống nổi đâu cậu. Dạ. Chẳng giấu gì cậu, tôi nói thật cho cậu biết luôn. Mọi người cứ thắc mắc là tại sao con bé hai với thằng Phi Bằng nó đi hưởng tuần trăng mật lâu tới như vậy. Nhưng mà không phải, con bé hai nó đi an giữ trong nhà thương đi kìa cậu. Ông chủ, cô hai bị sao vậy ông chủ? Thằng Phi Bằng nó giấu nhẹm chuyện này, nó không cho ai biết, gia đình của nó cũng không biết, cha má của nó cũng cứ cằn nhằn suốt là tại sao hai đứa nó đi hưởng từng trăng mật mà lâu tới như vậy. Chuyện này chỉ có vợ chồng tôi với thằng Phi Bằng biết thôi. Này cô thêm cậu biết nữa, tôi xin cậu giữ bí mật giùm tôi.
Nhưng mà cậu ơi, tôi xin cậu, nếu như mà cậu không giúp thì con bé hai sẽ không tỉnh trí. Cậu đành đoạt nhìn thấy nó chết trong nhà thương điên sao cậu? Dạ không, cậu không muốn. Con muốn cô hai bị như vậy. Cậu sẽ làm gì cô hai? Cậu sẽ làm tất cả gì cô hai? Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu đứng lên đi, tôi mang ơn cậu nhiều lắm. Tôi mang ơn cậu nhiều lắm. Ông chủ ơi, ông chủ, con sẽ làm tất cả mọi thứ gì cô hai. Con sẽ nghe theo lời của ông chủ. Còn một điều này nữa, tôi cũng xin cậu, cậu giữ bí mật chuyện này giùm tôi nghe. Đừng có nói cho con bé ba biết. Nó sẽ chỉ nghĩ là con nó mất đi rồi. Một thời gian nó tình dưỡng ở chùa, nó sẽ bình tâm lại thôi. Và khi quay về, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Sau này nó có muốn lấy chồng, nó muốn sinh bao nhiêu đứa cũng được. Nhưng mà cậu ơi, cậu nhớ cái này giùm tôi nghe cậu. Con bé hai, con bé hai nó chỉ có một mạng thôi cậu. Cậu khắc cốt ghi tâm giùm tôi câu này nghe cậu. Con bé hai nó chỉ có một mạng thôi. Tôi xin cậu mà. Tôi xin cậu đó. Ông đừng làm vậy. Con sẽ làm. Con sẽ làm. Tôi xin cảm ơn cậu. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Vậy con xin phép ông chủ, con đưa cô ba đi. Trời đất ơi, cô ba, cô bị ra khỏi nhà, bộ cô vui lắm hả? Vui chứ sao không. Tôi mãi nhà thêm mấy ngày nữa, chắc cha tôi giết tôi chết hồi nào cũng hay luôn á. Mà tôi chết thì không sao, lỡ như con tôi chết thì tội nó lắm. Với lại anh Phi Bằng ảnh mà biết được, ảnh buồn thì sao? Trời đất, cậu Phi Bằng có biết cô có thai với cậu ấy đâu mà buồn. Thì bây giờ không biết, mai mốt phải biết chứ. Cái đó thì tôi không biết, nhưng mà tôi biết chắc chắn một điều là cô hai biết sẽ không vui đâu. Sao lại không vui? Thì cô nghĩ thử coi, có ai muốn chia sẻ hạnh phúc của mình với người khác không? Cô hai cũng vậy thôi. Nếu mà là chồng của cô á, thì cô có muốn chia sẻ với người khác không? Nhưng mà tôi đâu có ý định cướp anh Phi Bằng của chị đâu. Tôi chỉ muốn giữ lại một cái sợi dây ràng buộc gì đó giữa tôi với ảnh, như là đứa con này nè. Tôi nói vậy không đúng hả? Cô suy nghĩ ích kỷ lắm. Tôi ích kỷ hồi nào? Tại ông á, ông thích chỉ nhiều, cho nên á, là cái gì á, ông cũng binh vực chỉ hết trơn á. Không phải, không phải là tôi binh vực cô hai. Tôi thấy vậy đó. Với lại, cô bỏ ý định nhận cha cho đứa bé đi. Chẳng lẽ con tôi sinh ra mà không có cha? Không có cha không phải là điều bất hạnh nhất. Điều bất hạnh hơn là cha nó không chịu nhận nó. Không nói nữa, đi tiếp rồi tính. Cô ba, khi nào cô đói bụng muốn ăn gì á thì nói tôi dừng lại rồi mình ăn ha. Tôi đói rồi, giờ ăn liền được không? Được. Kìa, bà xong nè, ngồi cho mát. Ừ. Cô ba xuống đi. Tôi xách cho. Cô ba, cô muốn ăn gì? Bánh tét có không? Có luôn. Có luôn hả? Trời, hay vậy. Nè, đã nha. Bóp cho tôi đi. Đạp xe cũng tôi, giờ ăn cũng tôi nữa hả? Con tôi nó muốn vậy á. Hãy
nhanh lên, đói bụng quá rồi. Nè. Cảm ơn nha. Ông cũng ăn đi. Ăn chứ. Ngon quá à. Mà dạo này sao tôi dễ đói lắm luôn á. Thì bây giờ cô ăn cho hai người mà. Anh có chuẩn bị những thứ mà em thích nè. Có rượu nè. Bởi vì em đang mang thai, cho nên là rượu này để một mình anh uống. Cũng chính vì vậy anh có chuẩn bị nước cho em đây. Ủa, sao tự nhiên nhìn anh cười vậy? Bộ mặt của anh dính lò nghè hả? Nè, chùi cho anh đi. Không. Chỉ là em thấy anh dễ thương nên em cười thôi. Nhưng mà hôm nay anh hơi bất ngờ đó nghe. Anh bất ngờ cái gì? Thường ngày á, em rất là thích ăn ở hotel. Nhưng mà tự nhiên hôm nay em lại kêu anh bày ra ở đây. Đúng là bất ngờ thật đó. Có gì lạ đâu. 3 tháng nay cứ lòng vòng ở trong hotel hoài à. Em cũng cảm thấy ngán lắm. Nên hôm nay em muốn ra đây để đổi gió. Bộ không được hả? Được chứ. Những gì mà Kiều Lân thích á, tất cả đều được. Anh có chắc không? Chắc. Rót rượu cho em đi. Ý, không có được. Em đừng uống rượu được không? Tại vì em đang mang thai, uống rượu vào sẽ không tốt đâu. Vì sao hồi nãy anh nói cái gì của em cũng chịu hết mà. Nhưng mà anh nói dối em đúng không? Không có. Tại sao lúc nào anh cũng nói dối em hết? Trời vậy ơi, anh không có nói dối rõ em. Rõ ràng hồi nãy anh nói cái gì em thích anh cũng chịu mà. Nhưng... anh rót rượu cho em đi. Chỉ một chút thôi nghe. Sao ít quá vậy? Đủ rồi. Em muốn phải nhiều. Thôi mà Kiều Loan. Em đang mang thai mà Kiều Loan. Mệt quá, anh nói nhiều quá. Nè, em muốn phải nhiều. Thôi mà Kiều Loan. Anh nói nhiều quá vậy. Chỉ là rượu vang thôi mà. Một hai ly có sao đâu. Anh có rót không? Anh không rót thì em rót. Thôi mà Kiều Loan. Được rồi, anh rót. Như vậy mới được nè. Sao anh không rót cho anh? Anh rót cho anh đi chứ. Sao anh rót ít vậy? Anh phải rót bằng em chứ. Rồi. Anh phải rót nhiều vô. Em muốn hai đứa mình uống với nhau hai lần thôi là hết cái chai này. Từ từ thôi Kiều Loan. Từ từ thôi Kiều Loan à. Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Anh đã nói là uống ít thôi mà. Sao em uống rồi mà anh còn chưa uống? Nè, anh tính cho ăn gian em đúng không? Sao anh không uống đi? Hay là anh không thích uống với em? Không phải là anh không thích uống với người con gái khác đúng không? Không có Kiều Loan à, anh uống. Sao anh uống ít quá vậy? Rõ ràng là anh thích uống với người con gái khác hơn với em mà. Không có đâu Kiều Loan à, anh sẽ uống hết. Vậy anh phải uống nhiều vô. Anh phải uống hết đi này luôn cho em. Anh phải uống hết luôn. Đúng rồi, anh phải uống hết giống em vậy đó. Tụi mình phải uống nữa. Kiều Loan. Trời, em uống bao nhiêu đó đủ nè. Rồi Kiều Loan à. Uống thêm một ly nữa. Đủ rồi mà em. Uống đi. Kiều Loan. Đó, thấy chưa? Anh đã nói rồi mà. Anh uống sao cũng được hết á. Nhưng mà em phải nghĩ tới con của chúng ta chứ. Em không thể nào uống nhiều như vậy được. Con của chúng ta. Anh chỉ nghĩ đến con của chúng ta thôi. Còn em thì sao? Không có. Rõ Kiều Loan ràng à, trong lòng anh không nghĩ đến em đúng không? Không có đâu Kiều Loan à. Anh rất lo cho em và con của chúng ta.
Nhưng mà quan trọng nhất đó chính là sức khỏe của em. Vì em đang mang thai mà Kiều Loan. Ờ đúng rồi, em đang mang thai mà. Vậy anh lo lắng cho em là đúng rồi. Bởi vì em đang mang thai mà. Vậy có nghĩa là nếu như có nó ở đây, anh cũng sẽ lo lắng cho nó. Không. Anh cũng sẽ lo lắng cho Kiều Thư giống như anh lo lắng cho em vậy đúng không? Kiều Loan, em nói cái gì vậy? Đúng không? Anh cũng sẽ lo lắng cho Kiều Thư giống như anh lo lắng cho em đúng không? Tại sao phải lo lắng cho Kiều Loan? Tại sao hả? Anh còn hỏi em tại sao nữa hả? Là bởi vì nó đã có thai với anh rồi đó, anh biết không? Kiều Loan, em nói gì vậy? Anh không biết. Anh không biết hay là anh cố tình không biết vậy? Con Kiều Thư, nó đã có thai với anh rồi. Có thịt áp chảo Pony là bát cân đẻ. Pony áp chảo phả đảo cơm nóng. Pony